hướng dẫn các bạn là cách xóa tài khoản Google con Xiaomi 7 này. Đây, hiện tại thì đang xóa tài khoản Google. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn làm thao tác làm theo mình nhé. Ok, đây chọn tiếng Việt này. Đấy, chúng ta sẽ kết nối Wi-Fi này. Ok, bây giờ đến đây chúng ta sẽ vào phần thêm mạng này. Thì chúng ta sẽ ghi cái gì đó vào đây cũng được. Ghi vào đây. Đấy. Nổi lên như này, chúng ta ấn mũi tên này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào phần tin nhắn nhé. Đấy. Khi vào phần tin nhắn thì chúng ta sẽ nạp sim. Nạp sim và khai sim này, chúng ta ấn vào. Ok, chúng ta sẽ 1, 2, 3, 4, 5, ấn tùy cũng được. Tùy các bạn thôi. Đấy, đợi sim nổi lên này. Đấy, thì đến đây thì chúng ta sẽ vào phần, mình sẽ gõ YouTube nhé. Đấy, YouTube.com. Để chúng ta vào cái trang chủ của YouTube ạ. Đấy, đây. Đây mình thật. Chúng ta sẽ vào phần duyệt. Ok, đây chúng ta ấn vào đây. Đấy. Chúng ta sẽ điều khoản về dịch vụ. Điều khoản dịch vụ. Ok, đến đây đơn giản rồi. Chúng ta lại vào trang như VnRoam đây. VnRoam PayPal. Ok. Đấy, vào đây. Đây thì đến đây thì chắc chắn là phiên bản Android này cập nhật này cũng mới nhất rồi, 8 hoặc 9 rồi. Thì chúng ta sẽ tải phiên bản Android 8 này, 9 này. Ok, lưu về này. Sau FP bypass. Cái này chúng ta cài đặt sau cùng này. Chúng ta vào phần tải về này. Đấy. Chúng ta sẽ cài đặt cái này đầu tiên. Rồi ok cài đặt. Vào đây chúng ta sẽ nhập tài khoản Google của chúng ta vào. Khi đăng nhập này ok thành công, chúng ta có thể tắt nguồn khởi động lại cũng được, hoặc là tắt ra rồi tăng nguồn khởi động lại cho nó ok nhé, để cho máy hoạt động nó ổn định hơn. Đấy. Tài khoản đã được thêm. Rồi, ok.
que đi, một que hết. Ok, chúng ta chọn mặc định, chọn đây. Rồi, ok. Chúc các bạn thành công.